Thử thách này vì mình rất biết ơn. Nhưng mình là một đối thủ thật sự, mình sẽ phải cố gắng hết sức để chiến thắng được đối thủ trong trận này, vì đó chính là danh dự của mình. Một nửa kia của mình ơi, nếu như mình không đủ mạnh để thắng cậu, linh hồn của cậu sẽ mãi mãi không được giải thoát và phải lang thang trong thế giới này. Vì vậy mình phải chiến thắng. Bạn của mình à, cậu cũng dũng cảm khi chấp nhận thử thách này. Cậu đã chấp nhận đấu để chỉ cho mình thấy con đường đúng đắn nhất mà mình cần nên đi. Một nửa kia của mình à, từ bây giờ trở đi mình không còn là nửa kia của cậu nữa. Từ giờ cậu không phải là ai khác mà chính là cậu. Cậu chính là Đan Hằng. Cậu chính là Đan Hằng duy nhất trên thế giới này.